Xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Xin chào ông bà, xin chào các bạn nha. Mình đang cá. Cái gì? Cá linh. Cá linh kho lạc các bạn. Cá linh là mùa này là kho lạc là đúng rồi đó. Con đưa ra ngoài là miếng. Mày ăn cơm rồi nè. Mai cũng không lẩu à. Lẩu thì có quả kìa. Rồi là yên á. Nhưng mà nó không có gói nem của Thái. Nó như lẩu. Nó có cái chai. Cái chai cái chà nè. Không có ngon. Không có chua bằng cái bịch. Sao cái lông đen nó không rụng á? Lông trắng nó rụng. Coi cái chị Nam nó xin về bị Bị này, bị này nó giặt chết á. Nó già. Mà đúng rồi vậy, đúng cho nó đẻ đi. Nó đực hay cái? Đực cái. Làm mấy cái rồi sao rứt nó có cái cục không? Cái cục buồn, ai biết không? Có mày ơi. Sáng mai chạy xuống dưới lấy cháo nha. Thì sớm như vậy. Nhớ kêu sớm, nhớ kêu con sớm nha. Con phải nhớ con kêu con nha vậy. Kêu con là 4 giờ tới. 4 giờ đấy. Nhớ kêu 4 giờ. Nếu mà trễ con chạy xuống con nhìn ngay chỗ cái lạc ra hay chỗ cái cầu thang ta để bật cháo lên. Khoảng cái 5 giờ con ngủ nữa. Còn cái ơ thật kìa. Ơ thật kìa. Con quéo rồi để cho mẹ em. Mèo. Không còn.
Ba, con cá không? Chưa luôn. Hả? Chưa luôn, có mắt gì vậy? Con cá, sao dễ như ghê? Con mắt hết, con mắt cá. Con mắt con cá hả? Nó lên con, về nước ra, rã không để lên. Dễ rồi. Bẻ cái đầu bỏ ra. Nè, 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 nè. Tưởng đất ra trên mẹ, đúng không? Ăn đầu luôn cũng tốt. Ăn đầu luôn. Ăn đầu luôn tốt quá. Tưởng mày. Tưởng, nó mày mèo đó. Nó đâu có xương đâu. Thằng ăn không? Chưa. Ngoại đi thử con coi. Đâm cho nó ăn đi. Đâm thử coi. Cái sống. Sống con nó chín rồi, đâm con nha dữ rồi. Nó mềm dị lắm chứ. Đâm ăn thử coi. Thì có mắt này như con muốn đấm. Các bạn cắt một cái đinh này nè. Nó ăn được ngay. Ngon không? Ngon. Ăn đầu không? Ăn cho mẹ ăn đi. Ăn cá mẹ. Nước này nước thịt kho. Nước kho. Cái cơm không? Giò hành cỏ ngày mai lết quá đó. Vậy là ông nấu thuốc rồi ăn vô. Chưa nấu. Trong này nè. Sao còn lá không mẹ? Yeah. Nào. Cái đu đủ này chỉ gì ta? Ta chỉ uống cái đu đủ này xong mới uống với bà cái phai. Cái phai ấy đó. Cái phai ấy là phai núi đó. Con bị dân bị mở máu bị mở thì ra xem tí ra chưa có tài quỷ dương quá nha. Bye bye.